Xin chào các bạn, hôm nay Shop sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là túi chuyên đựng giày trượt Patin có tên là M-Cro. Túi thì có phối màu đỏ và màu xám. Túi gồm có hai ngăn, một ngăn bên là ngăn to là chứa đựng giày, và ngăn bên này là một là có thể đựng bảo hộ này hoặc là đựng mũ bảo hiểm. Đây, Shop sẽ mở cho các bạn xem. Khóa rất là chắc chắn. Ngăn đựng giày rất là rộng rãi. Bên này là ngăn chứa bảo hộ, hoặc là có thể các bạn cho mũ bảo hiểm vào cũng rất là phù hợp. Túi may, đường may rất là chắc chắn, vải rất là tốt, đảm bảo kể cả về mặt thẩm mỹ lẫn độ bền.